Thưa quý vị, vào ngày hôm thứ Năm 12 tháng 9, Bộ Ngoại giao Cộng sản Hà Nội yêu cầu Trung Cộng ngay lập tức và ra lệnh cho đoàn tàu Hải Dương 8 cùng các tàu hộ tống rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và đồng thời, Bộ Ngoại giao Trung Cộng, thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam cũng cho hay dự án dầu khí trị giá hàng tỷ Mỹ Kim giữa Công ty Dầu khí Việt Nam và Công ty Dầu khí Hoa Kỳ ExxonMobil sẽ tiếp tục được thực hiện theo kế hoạch. Bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cộng sản, phát biểu trong cuộc họp báo rằng bất kỳ hành vi nào cản trở hoạt động dầu khí của Việt Nam trên vùng biển của Việt Nam đều vi phạm luật pháp quốc tế. Từ đầu tháng 7 năm nay, tàu Hải Dương 8 của Trung Cộng di chuyển liên tục qua lại trên vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam để thực hiện hoạt động thăm dò dầu khí. Các tuyên bố mới nhất của Cộng sản Việt Nam được đưa ra ngay sau khi Trung Cộng đạt được các thỏa thuận về mặt ngoại giao với các bên về yêu sách Biển Đông. Và ngày hôm thứ Hai, ngày 9 tháng 9, Ngoại trưởng Trung Cộng Vương Nghị đồng ý với Ngoại trưởng Malaysia Safuddin Abdullah về việc thiết lập một cơ chế tham vấn song phương để giải quyết thỏa đáng các tranh chấp trên Biển Đông. Trung Cộng dường như cũng đang đạt được tiến bộ trong thỏa thuận thăm dò chung với Philippines. Đầu tuần này, Tổng thống Rodrigo Duterte cho biết là sẽ bỏ qua phán quyết của Tòa án quốc tế về việc chấp thuận yêu sách lãnh thổ của Philippines trên Biển Đông nhằm thúc đẩy việc hợp tác năng lượng với Bắc Kinh.